Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị. Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, đúng tháng 11, tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được thần tài báo mộc, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Chấn động chưa từng có, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, tiền về tới tấp, đổi vận cực giàu, đúng 2 tháng cuối năm 2023. Kính thưa quý vị, có một ngày nào đó bạn bỗng nhận ra mình đã già, đó là khi bạn không còn hứng thú với những thứ loè loẹt, những cảnh sắc rực rỡ, những nơi náo nhiệt và ồn ào thanh âm, già là khi bạn thức dậy lúc 4 giờ sáng, chỉ để nghe tiếng gà gáy ban mai và nằm đợi ánh bình minh lóe sáng sau rèm cửa. Già là tối tối pha một ấm trà vừa đủ đặc, bật đài nghe những bài hát xưa cũ, đọc những cuốn sách cũ, chiêm nghiệm về cuộc đời, nửa gần nửa xa. Già là khi bạn thích lang thang trên đường phố một mình, thích nhìn những bức tường loang lổ, những gốc cây rêu phong, những mái nhà cũ kỹ, thích những quán cổ, bàn ghế phủ bụi, không gian mốc hết và mặt người trầm tư sau lớp xương thời gian. Già là khi bạn thích cảm giác được yên tĩnh một mình, chỉ một mình chìm trong những hoài niệm, dạo này thương nhắc đến những chuyện cũ. Có lẽ bởi thời gian đã gấp quá rồi, già là khi bạn thấy mình ngày càng kiệm lời với chính bản thân, nhiều khi nghe tiếng nói của mình vang lên cũng giật mình. Già là khi bạn bắt đầu tìm kiếm một nơi thật sự để đến, để sống và cất giữ tuổi già, không phải để an dưỡng, mà là để tách khỏi những ồn ào, thị phi. Già là khi bạn thôi không bận tâm những yêu thương ghét bỏ, để lòng mình tha thứ cho qua hết giận hờn, buông bỏ bớt những nhạt nhòa, nghi kỵ, chỉ giữ lại cho mình những niềm tin và đích đến, sống lặng lẽ và nhẹ nhàng, tự do trong khoảng trời riêng của chính mình. Già là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu thế thôi, còn lại thì cứ như mây trời, lang bạt qua đời nhau. Đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả, năm tháng đã qua ấy, tôi gọi tên là Thanh Xuân. Thưa quý vị, có những người sinh ra đã mang trong mình sự mạnh mẽ và tính cách ổn định, cùng các phẩm chất tốt đẹp của họ có thể mang lại may mắn cho gia đình. Trên thực tế, họ là những người không sợ áp lực, không sợ hoàn cảnh và luôn tích cực vươn lên, đến chung vận sẽ đạt được giàu sang, phú quý. Áp lực của thực tế cuộc sống luôn có ở khắp mọi nơi, mỗi người đều phải học cách thích ứng và điều chỉnh tâm lý trong cuộc sống khi đối diện với các vấn đề. Đối với cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, sau những khó khăn, những gì họ đã trải qua, họ luôn có khả năng đối mặt với cuộc sống mạnh mẽ và kiên cường. Có thể nói rằng, đó chính là tiền đề giúp Nhâm Dần phát triển rực rỡ ở 2 tháng cuối năm, mang lại phúc khí cho bản thân và cho cả gia đình. Nhâm Dần sinh năm 1962, là người hiền hòa, tốt bụng, đây là tiền đề để xây dựng hòa khí gia đình êm ấm, hạnh phúc, họ làm việc trong sự hào phóng. Họ cũng để tâm đến việc người khác nghĩ về mình như thế nào, nên họ cũng giữ cho bản thân những quy tắc nhất định, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại không nặng lòng toan tính. Nhâm Dần rất được mọi người xung quanh yêu quý, điều này cũng giúp họ có thể nắm bắt được nhiều hướng đi mới, áp lực của thực tế, vì thế mà cũng không làm họ chùn bước. Đặc biệt, người tuổi Nhâm Dần là một trong những con giáp có tính cách linh hoạt bậc nhất, nên nó cũng coi là một sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này giúp họ đối mặt được với nhiều thử thách trong cuộc sống. Dù gặp chuyện gì, họ cũng luôn một lòng nghĩ về gia đình và giữ được sự bình tĩnh, giúp hòa khí trong các tình huống giao tiếp không bị căng thẳng. Chính vì những điều này, người tuổi Nhâm Dần sẽ luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của mọi người xung quanh. Ở trong gia đình, họ là những người cha, người mẹ mẫu mực, một tấm gương cho con cháu trong nhà noi theo. Ra ngoài xã hội, họ là những người biết cách ứng xử tử tế. Nhờ vậy, họ là người mang đến phúc lành cho gia đình, giúp không khí gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc. Xem tử vi cho cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962,
Hai tháng cuối năm là tháng 11 và tháng 12 âm lịch, cô bác tuổi Nhâm Dần sẽ được trời thương Phật độ, cho lộc về làm ăn mà đổi vận giàu sang, ăn Tết to nhất làng. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp, con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn trở ngại, đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai, dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc hai tháng tới không quá dồi dào, nhưng tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc. Bị thiếu trước hụt sau, cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn, giúp cho con giáp này có thêm thu nhập. Vận trình tình cảm của Nhâm Dần cũng rất tốt đẹp, giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. Lời nhắc nhở, thăng tiến nghề nghiệp nhưng cần kiểm soát chi tiêu, tình cảm thuận lợi, hãy tận dụng cơ hội này. Xem tử vi sự nghiệp khác với tử vi đầu năm tuổi Nhâm Dần. Bước vào 2 tháng cuối năm 2023, thoát khỏi thái tuế lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên bản mệnh có thể tạm thời thở vào nhẹ nhõm sau một giai đoạn nhiều khó khăn vất vả trước đó. 2 tháng cuối năm Quý Mão 2023 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội rất tốt để Nhâm Dần lấy lại những gì đã mất, những gì đã đầu tư và bỏ ra từ trước tới giờ. Có thể thấy con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân. Bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến Nhâm Dần thay đổi suy nghĩ. Hai tháng cuối năm, bạn cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, cát tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, bạn có thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu, tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy. Nhưng do ngũ hành của Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt, năm nay Dần còn bị sao trực phù chiếu, sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Nhiều lúc bản mệnh còn có xu hướng muốn tách biệt, làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có bạn mới hiểu, nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột, song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng, vì sức người có hạn. Lời khuyên dành cho bản mệnh là, dù đang làm gì ở đâu thì cũng nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy trong cách hành động làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu cũng nên chú ý hoàn cảnh kẻo rước thị phi và người vừa gây ảnh hưởng tới uy tín và sự nghiệp, cũng như túi tiền của mình cô bác nhé. Xem tử vi tài lộc tuổi Nhâm Dần 2 tháng cuối năm. Tử vi 2023 Quý Mão dự báo, về phương diện tài lộc, dù cuối năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của bản mệnh không đến mức đáng ngại, vẫn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền đầy túi. Nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo, với người làm cố định, công việc ổn định, nên thu nhập của bản mệnh cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh, việc làm ăn kinh doanh trong năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng, mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn, thì đừng cố làm ngược lại. Để thể hiện bản thân trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế trong năm bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Xem tử vi tình duyên gia đạo của cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Ngũ hành xung khắc dự báo, đường tình duyên của cô bác đối mặt với khá nhiều trở ngại trong dịp cuối năm 2023 này, có thể do công việc quá bận rộn,
mà cô bác lơ là việc quan tâm chăm sóc gia đình, nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, bởi cô bác đã đi cùng nhau một chặng đường dài, nên tính nết của nhau cũng khá hiểu rõ. Tuy nhiên, vẫn có một vài cô bác tuổi Nhâm Dần chưa thực sự tìm được người để tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm của mình. Với các cặp đôi hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là có dấu hiệu người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen chân vào giữa hai bạn. Khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn, những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai bạn đã vất vả xây dựng lên. Còn với người độc thân, dù cũng có một vài cơ hội hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu, bản thân bạn cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của cuộc tìm hiểu, nên mọi thứ diễn ra và kết thúc khá chóng vánh, có vẻ như bạn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc vào lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, bạn có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ người thật sự yêu thương mình. Con giáp này cần có trách nhiệm hơn với cảm xúc của bản thân. Xem tử vi sức khỏe cho cô bác tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt chớ nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của bạn. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, dịp cuối năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí kẻo vong thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất chắc. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tử vi chi tiết tháng 11 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 11 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, dù có đối mặt với khó khăn, thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi người có thể nâng đỡ, hỗ trợ cũng chỉ làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng mà thôi. Theo tử vi 2023, những tháng cuối năm Quý Mão, áp lực công việc của người tuổi Dần khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống của bạn. Có điều bản mệnh là người linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế dễ dàng xử lý và hoàn thành mọi công việc được giao đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng này Lâm Đế vượng cuối tháng, nên vận trình báo hiệu vận khí ngày càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Chỉ cần tuổi Dần tập trung làm việc gì cũng có thể giải quyết tốt và thu về kết quả mãn nguyện. So với tử vi tháng 10 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc cần gấp rút hoàn thành, vì thế khả năng cao bản mệnh phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm, hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc. Dù biết là khó khăn vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Mặc dù có điềm báo tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng tiến trong tháng rộng mở, bạn nghĩ sao nếu cuối tháng đón tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương? Đó là tin vui, nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ với bạn. Nhâm Dần nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ, nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định, nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng lại đi sai hướng. Cảm giác mất kiểm soát khiến họ càng cảm thấy thiếu tự tin. Thế nhưng, nếu còn trách cứ cuộc đời rằng người khác may mắn, còn tại sao tôi lại không, thì có nghĩa là bạn chưa nghĩ thông suốt được mọi việc, không hiểu rõ vai trò của bản thân trong cuộc sống của chính mình, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực, càng khiến bạn khó thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời gian này nên tĩnh tâm, nhìn nhận lại, nếu cần hãy đọc sách để mở mang kiến thức. Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ, hỏi những người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề. Nguyệt lệnh Lâm Quan mang tới cho bản mệnh cuộc sống ổn định vững chắc, nhưng dường như bạn quá cứng nhắc, khá vất vả vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, tầm nhìn có vẻ hạn hẹp, nên đang thiếu đi sự cảm thông cho mọi người xung quanh mình. Dường như càng căng thẳng, stress thì Nhân Dần lại càng dễ cáu giận, nóng nảy, lại cộng thêm ảnh hưởng của Thiên Cầu nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không những thế, việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. May mắn là có tả phù nâng đỡ nên dù gặp sao xấu thì tình hình cũng được giảm nhẹ, mọi sự sẽ sớm êm xuôi. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh đang có, linh hoạt tìm cách để thích nghi thay vì đối đầu như trước đây. Quý nhân Tuất, Ngọ, tiểu nhân Tý, Dậu. Màu sắc may mắn trắng, xanh lam. Con số may mắn
70, 31, 45. Tử vi tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 của 12 con giáp âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần có không ít sự biến động, khó giữ được sự ổn định như trước đó, chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất thai, công việc lúc thuận lợi, khi lại bế tắc, rất khó đoán trước. Do là tháng chạp cận Tết nên bạn sẽ thấy khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều, con giáp này được giao nhiều việc cùng lúc, bản thân bạn cũng muốn hoàn thành những hạng mục còn dang dở. Trước khi năm Quý Mão khép lại, để có thể an tâm đón năm mới nên cảm giác khá bận rộn, thường xuyên phải tăng ca là chuyện dễ thấy, cũng bởi vận khí chưa ổn định, nên hung hiểm vẫn luôn rình rập, bạn không thể chủ quan muốn làm gì thì làm. Điềm báo cho thấy, do tính cách của những chú hổ khá bộc trực, nên có thể ăn nói đụng chạm người khác trong tháng này, dường như tháng này bạn khá bận rộn và dễ ăn nói đụng chạm, nên khi làm việc gì cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử, thay vì nóng nảy thì nên mềm mỏng một chút, để tránh chuyện thị phi và có được quan hệ tốt với mọi người. Ngoài ra, bạn nên có sự linh hoạt hơn, tránh bảo thủ khi xử lý mọi việc để không tạo cơ hội cho tiểu nhân ném đá giấu tay. Nhìn chung sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm huyết thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Để giảm thiểu rắc rối, khi làm việc gì cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử, thay vì nóng nảy thì nên mềm mỏng một chút, để tránh chuyện thị phi và có được quan hệ tốt với mọi người. Nhìn chung sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm huyết thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Tất nhiên những ai chủ quan, khinh suất, lười nhác thì sự nghiệp sẽ lao dốc không phanh, công sức cố gắng cả một năm có thể đổ bể trong nháy mắt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng phải chú ý xử lý công việc linh hoạt hơn, đừng nên quá bảo thủ, tránh bị tiểu nhân ném đá giấu tay, cần phải suy nghĩ tích cực, dành thời gian quan sát và tìm hiểu tình hình trước khi đưa ra kết luận để tránh vạ miệng. Ngoài ra, tinh thần làm việc không quá hăng hái trong tháng, nên bạn dễ rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng sáng tạo, bế tắc trong cách điều hành. Thời gian này bản mệnh nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân, hãy nhìn lại những gì mình đã đạt được để có cái nhìn khách quan nhất, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Tài lộc có tài tinh soi rọi, nên có chuyển biến tốt, chính tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn. Để tính chuyện tích lũy lâu dài, trong tháng cận Tết, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo. Tháng này tâm tính người tuổi này có thay đổi nhiều, suy nghĩ trở nên khá cứng nhắc, tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới cả sức khỏe và cuộc sống. Trong tháng có nhiều tiệc tùng, bạn cũng nên để ý đến việc ăn uống, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Quý nhân, Ý, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 34, 89, 22. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu về cây cảnh phong thủy, giúp cô bác đổi vận phát tài, giàu sang phú quý. Thông tin cơ bản về tuổi Nhâm Dần năm 1962. Tuổi Nhâm Dần năm 1962, cung Cấn Trực Trừ, mạng Kim Bạch Kim, vàng trắng, khắc Lư Trung Hỏa, con nhà Bạch Đế phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, màu tương sinh, vàng sẫm, nâu đất, thuộc hành thổ, màu kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Những người tuổi Nhâm Dần thường phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn, họ hợp với màu, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim và kỵ với những màu thuộc mệnh hỏa, cũng bởi vậy mà mọi người thường lựa chọn những loại cây phong thủy hợp mệnh hoặc tương sinh để cân bằng lại những điều không may mắn trong cuộc sống. Dựa theo phong thủy, một số loại cây cảnh hợp với người tuổi Nhâm Dần có thể kể đến như là cây bạch mã hoàng tử, cây lan chi, cây lan ý. Ở nội dung bài viết này, cây sinh sẽ cùng các bạn tìm hiểu các đặc điểm có trên 3 loại cây này. Tuổi Nhâm Dần hợp với cây bạch mã hoàng tử. Cây bạch mã hoàng tử có thân màu trắng mọc thành từng bụi, vươn thẳng với chiều cao trung bình của cây từ 25 đến 80cm. Gân lá và sống lá có màu trong suốt, tán lá rộng khoảng 30 đến 35cm. Chỉ cần thoạt nhìn cũng cảm nhận được nét hoàng tộc toát ra từ nó, cây bạch mã hoàng tử. Để phòng khách, theo phong thủy loài cây này hợp với hầu hết các mệnh, nhưng được đánh giá là hơn hẳn lại chỉ có người mạng kim, tuổi Nhâm Dần. Người ta cho rằng, loài này mang đến sự may mắn, tài lộc và vượng khí cho chủ nhân sở hữu nó, cây bạch mã hoàng tử phong thủy. Còn được biết đến bởi chúng còn là tượng trưng của sự thăng tiến, công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cây lan chi mang may mắn cho mệnh kim tuổi Nhâm Dần. Cây lan chi là loài thực vật thân thảo,
phần thân bị bao phủ bởi nhiều lớp lá chồng lên nhau. Thân cây ngắn, nhưng ngược lại lá cây rất dài nhọn và tỏa ra xung quanh. Lá cây màu xanh hơi nhạt, mép lá viền màu trắng, cánh lá mỏng nhưng cứng và giòn. Cây dây nhện, cây phát triển thời gian dài có thể sinh cây con xung quanh. Trường hợp dây nhện được trồng trong chậu thì cây con thường mọc dài ra, treo lơ lửng ngoài không trung và lấy chất dinh dưỡng từ cây mẹ. Cây lan chi phong thủy còn có ý nghĩa mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Trong công việc văn phòng có sự thăng tiến, trong công việc kinh doanh có sự hanh thông, thuận lợi và là loài cây phong thủy để bàn hợp với tuổi Nhâm Dần năm 1962. Cây lan ý mang sinh khí mới cho tuổi Nhâm Dần. Cây lan ý để bàn là loài hoa thân cỏ nhỏ, phát triển thành bụi ở điều kiện thuận lợi lan ra rất nhanh. Cây có tuổi thọ khá lâu đời, chúng sở hữu những chiếc lá lớn tính từ cuống lá phải dài tới 12 đến 65cm và rộng 3 đến 25cm. Lá của cây mọc bắt đầu từ mặt đất, hình lá dạng bầu dục thuôn nhọn đầu, lá có xu hướng rủ xuống gốc, màu lá xanh thẫm, bóng và khá dày, trên mặt lá nổi lên những vết gân màu xanh nhạt hơn. Cây phong thủy hợp tuổi Nhâm Dần. Trong phong thủy người ta cho rằng cây lan ý phong thủy là loài cây phù hợp với những người mang mệnh kim. Và tất nhiên, người ta tin rằng nếu ai đó thuộc cung mệnh này sở hữu một chậu lan ý thì sẽ luôn may mắn trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu. Như vậy Minh Đường Tử Vi đã cùng các bạn tìm hiểu về ba loại cây phong thủy để bàn hợp tuổi Nhâm Dần năm 1962, qua đó cũng phần nào tìm được lời giải người tuổi Nhâm Dần nên trồng cây gì. Những loại cây nêu trên không chỉ hợp với mệnh kim, tuổi Nhâm Dần chúng cũng hợp với rất nhiều những mệnh khác, và bởi vậy nếu bạn đang tìm kiếm cây phong thủy để bàn thì đừng nên bỏ qua những loài cây này. Thưa quý vị, nhân sinh muốn bình an, hãy tận dụng tốt phép trừ trong cuộc sống. Có người từng hỏi một bậc thầy điêu khắc rằng, thưa ông, nghệ thuật là gì? Người nghệ sĩ trả lời, chính là trừ đi phần thừa. Điều này tương tự như đời người vậy, cần học cách sử dụng phép trừ trong cuộc sống, có như vậy mới thấy hạnh phúc được. Người sống hạnh phúc hầu hết đều biết làm phép trừ cho cuộc sống của họ, trừ đi những phần thừa thãi để sống một cuộc đời bình an. Vậy phần thừa đó là gì? Chính là trừ bớt các nhu cầu thì phiền não ít đi, trừ bớt các ham muốn thì thống khổ ít đi, trừ bớt những so sánh thì ưu sầu ít đi, bớt đòi hỏi, phiền não ít đi, tận dụng tốt phép trừ trong cuộc sống, giảm bớt những mong cầu, sẽ giúp chúng ta bớt đi phiền não. Trong cuốn sách Ra Sa Đì của nhà văn Nhật Bản, Himashita, từng khiến thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới, khái niệm của nó đơn giản chính là đoạn giả, đi, đoạn không mua, không thu, không lấy những thứ không cần thiết, tránh dung nạp quá nhiều, xả vứt bỏ những thứ không có giá trị và vô dụng trong nhà, tránh việc tích lũy quá nhiều. Ly vứt bỏ sự lệ thuộc của bạn vào vật chất để ngôi nhà có một không gian rộng rãi, thoải mái và tự do tự tại. Nếu từ sâu thẳm trong tâm bạn, có thể đoạn hết thảy các mong cầu quá mức, xả những nhu cầu dư thừa, các nhu cầu quá cao, thì bạn sẽ thấy đơn giản mới chính là hạnh phúc vô song. Lúc đó bạn sẽ chợt nhận ra, đời người đôi khi chỉ cần một bữa cơm, một hồ lô rượu cạnh người tri âm, thì dù có ngồi trong ngõ hẻm, nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui không thay đổi. Đôi khi chỉ là thưởng thức một tách trà ngon, đọc một cuốn sách hay, thì dù trong căn nhà chật hẹp, trong tâm vẫn thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng một số người cứ luôn bị ám ảnh bởi tất cả các loại cám dỗ trong cuộc đời, mong cầu cái này, mong cầu cái kia, nhưng lại không biết càng đòi hỏi thì càng nhiều phiền não. Cuối cùng, thay vì cải thiện chất lượng cuộc sống, thì những đòi hỏi quá mức có thể giết chết hạnh phúc giản đơn của chính bạn. Vì thế, không nên vì cái gọi là nhu cầu cao mà hạ thấp đi chỉ số hạnh phúc của mình. Bớt ham muốn đau khổ ít đi, tận dụng tốt phép trừ trong cuộc sống, còn là giảm bớt những ham muốn, như vậy tự nhiên đau khổ cũng theo đó mà ít đi. Thái Căn Đàm có một câu nói, con đường ham muốn của con người rất hẹp, và chúng ta chỉ dừng lại khi trước mắt đầy bụi gai bãi lầy. Câu này có nghĩa là, ham muốn giống như một con đường hẹp, một khi bạn bước trên con đường này, thì phía trước sẽ gập ghềnh, khó khăn, khiến bạn vô tình bị mắc kẹt trong một vũng lầy, thật đau đớn khi truy cầu mà không có được, và khổ đau sẽ còn nhiều hơn, khi mà có được lại không biết thỏa mãn. Phần lớn những thống khổ như vậy trong đời đều từ việc truy cầu ham muốn và không biết thỏa mãn, cái gọi là ham muốn quá nhiều và hạnh phúc quá ít. Cũng chính là như vậy, có một câu chuyện thế này, trong một ngôi làng nhỏ tĩnh mịch, có một cặp vợ chồng sống cùng nhau, dù nghèo khó, nhưng gia đình luôn hạnh phúc. Một ngày nọ, như thường lệ, người chồng đi trồng trọt, trong lúc ông đang cuốc đất thì đào lên được một vật lấp lánh bằng vàng. Người nông dân nhìn chằm chằm vào nó và nhận ra, đó là một tượng La Hán bằng vàng vô cùng quý giá. Người nông dân vui vẻ về nhà để chia sẻ tin vui cho vợ. Người thân và bạn bè, ai nấy cũng đều vui mừng và quyết định tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng trái với mọi người, vợ của người nông dân lại tỏ ra buồn bã.
Tâm trạng của bà còn ảnh hưởng đến cả bầu không khí vui vẻ trong nhà. Vào ngày bữa tiệc được tổ chức, vợ của người nông dân vẫn không thể vui lên được một chút. Thấy lạ, có một người tò mò hỏi, chồng cô đã đào được tượng La Hán bằng vàng, bây giờ cô không còn phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, còn được sống trong một căn nhà mới khang trang, tại sao vẫn cứ rầu rĩ không vui như thế? Vợ của người nông dân trả lời, bởi vì tôi không biết tượng 17 vị La Hán vàng còn lại nằm ở đâu, thế mới thấy. Sự tham lam khiến con người ta luôn đau khổ, dẫu có sung sướng nhưng lại không thể tận hưởng vì cứ mãi cho rằng bản thân chưa đủ, lại muốn có nhiều thêm. Do đó, con người muốn hạnh phúc, hãy học cách biết đủ và loại bỏ những ham muốn, thì đau khổ tự nhiên sẽ ít đi. Bớt so sánh, ưu sầu ít đi, tận dụng tốt phép trừ của cuộc sống, bỏ đi tâm so sánh, tự nhiên ưu sầu sẽ ít đi. Sự bất hạnh của đời người thường là do hay so sánh với người khác mà thành. Thành tích học tập của con người khác tốt hơn con mình, chồng của người khác chu đáo hơn chồng mình, phúc lợi ở công ty người khác tốt hơn công ty mình. Sự so sánh thực ra chỉ làm tăng thêm ưu sầu cho người ta, một khi động niệm so sánh thì hạnh phúc liền biến. Mất so sánh mù quáng quả thật tương đương với tự giết chết chính bản thân mình. Đạo không nằm trên bầu trời, mà đạo nằm trong tim, và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thực sự thức tỉnh. Cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến con người ta luôn bận rộn để mưu sinh mà quên mất đi những cái bình dị an lạc của cuộc đời. Mời quý Phật tử cùng nghe những lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an, giác ngộ để tìm về với cuộc sống an lạc, bình dị. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể hành việc thiện, dù là nghịch cảnh trái ngang với những người đã đạt tới cảnh giới cao trong cuộc đời. Giác ngộ, tỉnh thức hiểu thấu luân thường đạo lý, để tai luôn kề cận với những lời nói ác ý hay những hành động bị người khác hãm hại. Một ngày kết thúc với chiếc bụng đói, quần áo, nơi ở thiếu thốn, nhưng nụ cười vẫn luôn hé nở trên môi. Nguyên nhân khiến tâm ta không thể thanh tịnh, Đức Phật có dạy rằng, đứng trước mỗi sự việc không như mình muốn, chúng ta cần phải đi sâu hơn và sâu hơn nữa, để tìm cho ra những nguyên nhân đang gây rắc rối cho chúng ta. Khi đã nắm rõ được nguyên nhân, nền tảng phát sinh ra các vấn đề khiến ta căng thẳng, mất bình tĩnh, thì ta sẽ tìm được các phương pháp giải quyết hợp lý, hợp tình. Trong đó, phiền muộn, u buồn của con người ta có thể bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nó tồn tại dưới nhiều hình dạng và trạng thái khác nhau, có những nỗi buồn chỉ là man mác, nhưng cũng có những nỗi buồn lại thấu đến đau lòng. Tuy nhiên, dù là trạng thái buồn ở mức độ nào, thì chúng ta cũng cần sự kiểm soát để khiến lòng thanh thản và bình yên. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn hay thất bại, hãy tập nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng vẫn còn rất nhiều người khổ hơn mình, họ vẫn đang chống chọi từng ngày để vượt qua. Và quan trọng hơn cả là vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp bên cạnh mình, đó là tình yêu của cha mẹ, là sự ủng hộ của bạn bè và còn có cả những ngã rẽ khác bạn có thể đi. Dưới đây là 7 lời Phật dạy cho tâm thanh tịnh, dành cho những người đang có tâm sự hay phiền muộn để cuộc sống thêm an yên. 1. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm. Cả đời làm việc vất vả, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Con người ta luôn muốn tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, trong khi quên mất rằng nó là cái mà ai cũng có thể đạt được. Nó không ở đâu xa, mà ở trong chính tâm hồn. Nếu tâm của bạn bớt tham lam, sân si, ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản hạnh phúc và cuộc sống bỗng nhẹ nhàng bình yên làm sao. 2. Tức giận chỉ là một cục than hồng, có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân chúng ta. Sẽ có lúc chúng ta cáu gắt, quát nạt với mọi người xung quanh, nhưng bản thân ta đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn đang tức giận. Người ta thường nói, giận quá mất khôn, những câu nói nặng nề vô tình của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Sự tổn thương đó vô tình cũng khiến bạn mất đi những người quan trọng nhất với mình. Đừng để những lời nói và hành động lúc nóng giận nhất thời khiến ta ân hận cả một đời. 3. Suy nghĩ sẽ định hình nên con người bạn. Bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn chính là như thế ấy. Chúng ta nghĩ mình vô dụng thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bản thân ta chẳng thèm hành động. Chúng ta nghĩ mình thông minh, dĩ nhiên chúng ta sẽ thông minh, vì tự bản thân ta sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, giữ cho tâm được thanh tịnh, thì mọi chuyện sẽ tự nhiên tốt đẹp nên thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít đi những u buồn phiền muộn, vì lúc nào con người ta cũng cố biến mọi thứ ta gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. 4. Nếu biết người là thông minh, thì biết mình chính là sự giác ngộ. Chiến thắng chính bản thân mình còn vẻ vang hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai trong chúng ta cũng cần biết. Tự chinh phục cái tâm của mình chính là cửa ải lớn nhất mà con người phải trải qua.
Do đó, thiền định là cách tốt nhất để chúng ta hiểu đúng về chính bản thân mình, biết được bản thân thích gì, làm gì để thỏa mãn nó. Chính là cách để con người ta sống vui hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện, vì có những người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy. 5. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ từ tâm. Nếu còn đố kỵ thì chắc chắn tâm ta sẽ còn buồn phiền, không thể thanh tịnh. Thay vào đó, chúng ta nên đón nhận và vui cho sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ, tâm bình thản thanh tịnh rồi lấy cái tốt của người khác để làm gương. Sẽ khiến con người ta dễ dàng phấn đấu mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ đôi khi chỉ làm lòng người thêm nhơ bẩn. Thậm chí chỉ vì sự đố kỵ mà con người ta có thể biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi khi chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Hãy nhớ luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, chúng ta cũng có thể sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó, động lòng trắc ẩn với mọi người. Kể cả kẻ giàu cũng như người nghèo, ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với mọi người, vì mỗi người đều có những nỗi khổ riêng mà chỉ có họ mới thấu. Nếu con người ta nhìn nhận mọi việc bằng con mắt nhân từ và sự tốt đẹp, thì cuộc đời ta cũng sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo, tâm can chúng ta sẽ được thanh lọc bởi những hành động mà chúng ta dành cho người khác. 7. Vạn sự tùy duyên, bàn tay ta vun đắp, thành bại thuộc vào duyên, vinh nhục ai không gặp, có chi phải ưu phiền. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy tất cả sự việc, và con người ở cõi hồng trần lại càng không phải là buông xuôi, chỉ theo đuổi sự vui chơi, giải trí, mà chính là tự bồi dưỡng cho bản thân một tâm thanh tịnh trước mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, danh và lợi trong cuộc đời, mọi sự tùy duyên. Duy trì được một tâm thanh tịnh chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay u ám, đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được bình an và thản đãng. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì càng sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên. Lúc duyên đi thì cũng nên buông bỏ, thuận theo duyên. Hết thảy đều sống thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, thanh thản nhất. Lời Phật dạy về giác ngộ cho tâm thanh tịnh giúp chúng ta hiểu được rằng con người ta dù phải sống trong nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm thanh tịnh, miệng không khẩu nghiệp thì luôn tìm được những niềm vui hạnh phúc từ nhiều điều giản đơn nhất. Vì thế hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn, gạt bỏ những căng thẳng nhỏ, xử lý mọi việc với một cái tâm thanh tịnh sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.